Chào các bác nhé. Như trên hình ảnh các bác thấy là mẫu loa E76. Hiện trong bảng giá loa mà chúng tôi cập nhật ý, thì mẫu loa E76 là mẫu loa rẻ nhất. Tức là rẻ nhất trong các cái mẫu loa điều khiển từ xa mà shop chúng tôi hiện đang cung cấp ra thị trường. Giá trị của loa E76 này hiện là 420.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi. Bây giờ tôi cùng các bác khám phá cái nội thất bên trong của cái con loa 420k này xem là nó có gì khác nhau với cả những cái dòng loa đắt không, và cùng phân tích một vài cái đặc điểm về loa. Khi mở cái sản phẩm mà loa E76 ra thì nó cũng giống hoàn toàn như là những cái loa ZI hoặc là loa E388B ấy, cũng giống nhau chút. Thì phụ kiện của nó vẫn là có mic nói này, tức là mic trợ giảng đấy. Điều khiển, đây bảng điều khiển này. Chữ C chính là chữ lặp lại một bài khi mà các bác muốn lặp lại chế độ autovert nhé. Chữ C tôi giới thiệu luôn. Sạc pin và một thân loa chính, kèm theo là một cái dây đeo loa. Loa chính thì được đựng ở trong một cái bao túi như này, bao túi màu dàn di. Và đây chính là cái bộ thân loa chính của con E76 này. Khe thẻ nhớ cắm ở đây, còn công tắc nguồn các bác bật đây. Đấy. Đây là đây, MP3 như đây chưa tôi để thẻ. Phím này là phím lặp lại một bài ngay tại trên loa này. Cổng sạc điện 9V vào đây. Đây là vôn to nhỏ mà lách bài. Đây là play pulse. Đây là mẫu loa E76 này. Đấy, tôi vừa mới thông qua cái thông báo cái bộ sản phẩm của nó gồm những cái phụ kiện như vậy. Thì hình như nó hoàn toàn nó cũng giống nhau với cả những cái dòng loa to hơn. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho bác tại sao nó lại trong bảng giá trị nó lại rẻ hơn. Tại vì là cái việc đầu tiên mà tôi nhắc đến ở đây có nghĩa là một nhà sản xuất ra ấy, thì người ta luôn luôn cập nhật những cái mẫu đắt, mẫu rẻ để phục vụ ra thị trường. Ví dụ các bác có nhu cầu, các bác có điều kiện kinh tế tốt thì các bác có thể chơi cái dòng đắt tiền. Tuy nhiên là cũng có những bác kinh tế vừa phải thì các bác chơi cái dòng vừa phải, hoặc các bác chơi giải trí. Một tháng, hai tháng các bác đi bẫy vui chơi, hoặc các bác thấy tôi làm video quảng cáo, hay tôi nói thật có bác làm, tôi làm video quảng cáo thấy nghe xuôi xuôi, bác bảo tôi cũng mua về, tôi chưa biết là bẫy cái gì. Đấy, thực ra là tùy theo giá trị sản phẩm để các bác lựa chọn sản phẩm làm sao cho nó phù hợp nhất, chứ không phải là vì tất cả vì chất lượng hay là vì những cái mà yếu tố nó mình gọi là tại sao giá nó lại rẻ ấy. Thì tuy nhiên giá nó rẻ nhưng mà các bác vẫn lựa chọn cái dòng này, bởi vì thực ra nó vẫn phải ổn định tính năng là điều khiển từ xa. Bây giờ nó vẫn hoàn toàn chức năng, nó vẫn điều khiển từ xa hết. Riêng con E76 này tiếng rất là đanh, giá rẻ nhưng không vì thế mà chất lượng kém nha các bác, yên tâm tài vô tư luôn. Thế tất nhiên là chất lượng thì nó như vậy, nhưng mà về cái độ pin ý, so với các cái dòng loa cao cấp và đắt tiền hơn ý, thì con loa E76 này là pin nó, dung lượng pin của nó thấp nhất, tức là dùng được thời gian là ít nhất nó khoảng 3-4 tiếng đồng hồ là có thể là nó hết pin. Đấy, giá trị sản phẩm nó tương ứng với 420k thì đồng nghĩa với cái việc là pin của nó cũng sẽ sử dụng được thời gian ngắn hơn. Còn âm thanh thì tôi nghĩ là tùy theo tính năng của các bác thôi. Nếu các bác thợ chuyên nghiệp thì tôi vẫn luôn tư vấn các bác là lấy dòng đắt tiền hơn, bởi vì đằng nào cũng mua một lần dùng cho nó sướng. Khi mua hai con E76 này cũng không bằng các bác mua một con Q92 chẳng hạn, hoặc Q93. Đấy, mà sắp tới lại về mẫu hơn triệu nữa thì sắp tới về dòng hơn 1 triệu nữa thì có thể là nó lại còn nhiều tính năng cao cấp hơn, mà tôi còn chưa được cầm đến cái loa đấy. Nhưng đây là cái mẫu loa E76 là mẫu loa rẻ nhất trên thị trường hiện nay, 420k. Tôi giới thiệu sơ qua về cái mẫu loa E76 và giá trị sản phẩm thương mại của nó để các bác nắm bắt được và mua hàng. Còn loa vẫn là loa điều khiển từ xa hết. Như mấy hôm các bác cứ thấy tôi báo giá rất hợp lý, các bác bảo cái con loại này có điều khiển từ xa 100m không? Loại này điều khiển từ xa vẫn 100 đến 200m vô tư, không thành vấn đề luôn.
điều khiển vẫn mượt mà, âm thanh thì các bác chơi nhiều rồi các bác biết rồi. Hôm nay tôi làm video giới thiệu chung chung vậy thôi về mẫu loa E76 và cái giá trị sản phẩm của nó. Để đặt hàng mua hàng thì các bác alo trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại tôi sẽ ghi bên cạnh video, vẫn luôn luôn là số bên cạnh video. Tất cả những video tôi làm thì bằng thực tế. Đây tôi đang làm quay tại cái chỗ mà khu vực làm việc của tôi, chứ tôi không hề lấy video các thứ của ai, hoặc là tôi cũng không kể chỉnh sửa, cứ quay đâu là tôi post luôn đến đấy. Đây khu vực của bàn làm việc, rất nhiều mẫu loa các bác thấy, rất nhiều các mẫu loa. Nhà chúng tôi chỉ có loa, loa. Để đặt hàng mua hàng các bác điện thoại trực tiếp cho nhanh nhé. Nhắn tin nhiều khi chúng tôi không thể trả lời hết được, các bác giúp tôi là điện thoại. Rồi, cảm ơn các bác.